này trời quá đẹp, đoàn chúng tớ đi câu đây. Một bên thì xanh, một bên màu vàng. Giờ đang đi ra chỗ cầu. À, bên này thì là màu vàng, cái này lúa Calola để làm dầu ăn. Sakatun, người Việt Sakatun lên trên này câu nha. Trời ơi, mỗi lần lên đây câu là mấy chục con không. Hết cá rồi không bác tài? Có không? Hả? Mà không. Có chứ. Đi mua hả? Nó bảo mà không nguyên chất cho chất đâu. Nó không pha. Không. Nó bán pha 10 đồng. Gần tới chỗ câu rồi, cố gắng lên. Đấy, khoảng trời đẹp không? Trời đẹp bao la. Sao hy vọng là chiều nay bắt được mấy con chính phủ cho bao nhiêu thì lấy bao nhiêu chứ đâu lấy được. À, có hai loại nha, một walleye là 4 con, cá trác được 5 con là 9 con phải không? Dạ 9 con rồi. Rồi dưới kia. Không được con nào hả? À, mình cũng hy vọng được 9 con, nó là 18 con. Về ăn 3 con, còn lại 15 con để dặn. Hy vọng là vậy. Quá trời trời đẹp. Một bên vàng, một bên xanh. Bên xanh này có rồi, chưa đấy thôi. Thì nó trồng loại cây lúa mì. Bên này là Calona, bên đó là lúa mì. Dưới 14 hay mì? Dưới 14. Mà cái này tụi nó có hộ chiếu rồi, chắc cũng không sao. Không, như hồi bữa nè là đang cầu dưới sinh. Sau 45 phút chúng tớ đã tới chỗ cầu. Đang đứng câu đây. Có không? Cá gì không? Như thế nào? À, đây là chỗ mình đang đứng câu cá đây. Cảnh vật rất là mát mẻ. Mái bên kia người ta cũng đang đứng câu để zoom này. Đấy. Bên đó người ta cũng đang đứng câu. Bên đó không biết là người ta có câu được nhiều không, mình không biết. Hay đứng câu nha, đông không? Chỗ đây là cái đập xả nước. Đó. Đây quang cảnh câu. Đó. Bên này cũng có được mấy người đang câu. Mát mẻ thế này. Rồi tiếp tục câu đây, khi nào có cá quay cho quý vị xem nha.
Đây, con cá thứ ba của cha Mạnh với cái còn 1.000 đô. Đây con đầu tiên khởi đầu may mắn. Không, tiếng rồi hả? Coi coi xem được cá to không? Hả? Gì walleye à? Walleye nhỏ hơn lớn. Rồi cuối cùng thì anh ấy cũng được một con. Từ từ thôi, ngồi nó mất. Đấy, giờ có cảm giác cá gì? Hả? Trời ơi. Móc kiểu này thì dễ đi đâu. Ở trường. Tuột ra bây giờ. Nhấn lên, nhấn lên, nhấn lên, nhấn lên, nhấn lên. Đó, một con. Bắt túm vô. Một con kìa. Bóp. Bóp mang giờ lên tay. To không? Không được. Hả? Con nhỏ. Nhỏ. Cái này chiên xù. Dạ, con này ăn được. Được. Đó. Được. Ha, hai con rồi. Động lực chứ. Chúc mừng, bạn ấy đã có trải nghiệm một con đầu tiên. Có là vượt chỉ tiêu rồi đi về. Vượt chỉ tiêu. Ba con nữa, cố gắng lên. Trời mây em. Mây mờ xuống. Cố gắng lên ba con nữa nha. Tới rồi kìa. Tới à? Lại được con nữa à? Tới rồi. Ô, con này con cá chắc. Chắc. Rồi. Con thứ hai. Bắt đoàn hoàng, nó tạp vào chay. Hình như mồi đó. Mồi đó là ấy đó. Hấp dẫn cá đó. Đấy, hai nó, con nó nha sóc quý vị. Nó chạy sơn hết rồi nha. Hả? Chạy sơn đó hả? Dạ. Như vậy cũng đủ bắt miếng nó bắt được cá được rồi. Trời ơi. Đâu? Wow. Nãy chưa hả? Ừ, nãy chứ, con thứ hai. Lấy. Lấy không? Lấy gì? Lấy thả không? Hả? Hả? Thả hả? Lấy phi lê chiên ngon lắm. Đấy, con thứ hai. Con thứ hai là quý vị. Đằng đây có mấy con ngỗng. Không phải mấy con hạc. Mà chừng nó nhảy ra, mấy con kia nhảy ra. Thời tới rồi, bây giờ mình thua 2-1 hả? 2-1, rồi. Để coi xem sao. Mới có 2-1 mà 30 chưa phải là Tết mà. Đừng nói cuột kề nữa, dính con nữa nha. Xuống rồi, ta thấy một con dính xuống rồi nha. Dính con nữa là bỏ máy luôn á. Dính đâu được dính rồi nha. Con nữa. Đây. Sao? Chưa thấy động đậy gì hết à? Mấy con cò nó ăn no nó ngủ rồi chưa? Hôm nay phải nói một ngày quá đẹp để đi câu. Và đội bạn đã dẫn trước 2-1. Con thứ hai. Wow. Đây là thực tế chứ không phải là cha chụp hình trong cái show rồi cha post lên mạng đâu. Rồi đồng chí ấy lại được thêm một con nữa.
nãy vừa sau cơn mưa xong rồi giờ cá nó lại ăn ở đây. Walleye đó. Ui, con này to đó. Ui, to thế. Trời ơi, con này ok. Sau cơn mưa trời lại sáng. Không nhìn thấy cá mà nhìn thấy chân mới lông không. Ai chạy mày đâu có dễ. Vô 3-2 3-2 rồi đó. Trời, bạn ấy lại dẫn trước nữa, kinh thế nhỉ. Cuộc chiến không cân sức. Tiếp tục đây, trong này là được 5 con mà. 5 con thì 3 con walleye, 2 con cá chác. Đang nằm ở trong thùng đây. Giờ lại tiếp tục chiến đấu. Nhắm khả năng đạt tiêu chuẩn không? Không á. Không hả? Cứ từ từ. Còn thêm 2 con nữa là đủ rồi. Đúng không? Cố gắng kiên trì. Cố gắng kiên trì. Câu thêm vài con nữa. Gãy cân. Đấy, một em walleye nữa nhỉ. To. Này chiên xù con bắn tráng rồi. Châm bắn mè rồi. Bắt bằng tay. Đạp nó vậy tội nghiệp. Vậy là đội hình bạn ấy đã dẫn trước khoảng là bao nhiêu? Hả? Dẫn trước bao nhiêu rồi? 42. Dạ. 42 là hai quý vị. Mình đang là thua 2 bàn. Không sao. 30 chưa phải là Tết. Cứ từ từ. Đấy. Đang thở. Đây. Đây là vậy. Đứng rồi. Bây giờ bắt đầu nó ăn hay sao đó trời. Đó, câu cái mồi là mồi nhựa đó. Mặc dù nó sần sùi, nó xấu xí nhưng mà không có đẹp và tốt. Hả? Không có đẹp và tốt đâu. À, không cần. Chúng ta bắt được cá được rồi. Vướng à? Lưới. Cuốc. Cắt không? Cầm cắt không? Từ ra. Ra từ không? Từ nó cũng ra. Chúc mừng đội tuyển bạn ấy đã dẫn 4-2 trong một cuộc đua gọi là đầy thú vị. Sống hai con walleye. Đấy, bây giờ trời đã đổ mưa rồi quý vị, nhưng mà vẫn kiên trì chiến đấu tiếp. À, làm
làm sao đủ tiêu chuẩn rồi mới về. Mưa nha quý vị. Lúc nắng lúc mưa thời tiết thay đổi nhanh chóng chóng. Mặc dù trời mưa gió vẫn kiên trì nha quý vị. Kiên trì dữ lắm. Không bỏ cuộc. Nước trong xanh nhé. Sau cơn mưa trời lại sáng, giờ cởi áo mưa ra rồi tiếp tục. Tiếp tục hành trình câu tiếp. Cố gắng nha, chiến đấu đi. Mình mặc dù thua đang là đam mê thôi mà. Hả? Câu về đam mê thôi. Đam mê là đang dẫn trước 4-2 nha quý vị. Mọi người thấy không, cơn mưa. Nhưng mà bây giờ ở đây trời nắng chang chang rồi. Căn hay ha. Cá nữa hả? Trời ơi, từ từ thôi. Cá gì vậy? Qua lại nữa hả? Đấy, thịt thịt vô. Đấy, em nói kìa. Xuất sắc. Cá hậu thôi. Hình như nó thích cái mồi này á. Một em nữa. Rồi, tỉnh nào. Là bao nhiêu? Lăng dẫn trước bao nhiêu? 5-2 rồi, chết rồi. 5-2 rồi quý vị ơi. Mình chắc phải giã từ vũ khí rồi. Vậy rồi. Hả? Nó cần lấy cái kìm không? Để lấy con kìa nha. Ăn gì thôi sao mà chạy ra khỏi. Ăn nhiều quấy sao mà cái chết thôi. Đấy. Ăn là 3 lưỡi mà nó móc như quấy thì làm sao cá nó ra được. Để đi lấy cái đồ nghề. Tay có đồ nghề rộng mà giống như là nha sĩ á, là phải có đồ nghề mới lấy cái mồi con cá ra được. Đây đây ở đây kìm kìm trước rồi cần cái này không? Gia tài là một cái đủ chứ. Một cái đủ hả? Cầu được con cá là phải biết cách gỡ mồi. Đấy, tình diễn. Vào xô đi em. Vào xô. Và đội hình của bạn ấy đang dẫn trước. Nhiều quá nhiều rồi. 5-2. Tuyệt tình. Tình chứ. Đội nhà để được khách đội, dẫn quá. Đội nhà để thua. Thua mà thua trông thấy luôn. Nắng lên rồi ba con ơi. Nắng lên là lại câu tiếp. Con này giống như là những chiếc F-18 con chim đang bay. Quá trời chim cò đang săn bắt cá ngoài đó. Con hạc. Xa xa bạn ấy lại được một con nữa nha quý vị. Biết to không, không biết. Hơi kéo khí thế quá. Một em nữa, qua lại ha. Ui. To đó, to đó. Con này to đó. Đấy. Biết thế sáng mang 2 xô đi.
toàn mọi người vậy ơi. Bây giờ cá. Đây. Giờ cá nhiều hơn nước. Trời ơi, lại được con nữa kìa. Này chắc là con cuối cùng. Con cuối cùng trước khi nhổ neo quý vị ơi. To không? To không? To không? Ui. Ui. À, hôm nay cũng ok. Con nhỏ xinh xinh. Chiên đi bạn. Chiên xù là ok luôn. Thôi, vậy là đi về. Đủ rồi. Đủ tiêu chuẩn rồi. Đủ tiêu chuẩn. Về thôi quý vị ơi. Giờ em cũng đói rồi. Rồi. Nó cần kim không? Rồi, còn walleye nha quý vị. Cá walleye màu đẹp không? Quá đẹp luôn. Đi cước nó trùng lại gỡ lại vậy. Hôm nay là đủ sở hữu nha. Đi về. Cần kìm không? À, còn xíu à. Lười lấy kìm theo. Về vậy. Hả? Nghe không? Cuối cùng cũng rồi. Phải, cuối cùng cũng phải cần cái kìm thôi. Để lấy cái kìm. Câu cá là phải mang cái kìm đi gỡ, giật tay gỡ không nổi đó. Rồi. Đây. Vô. Wow. Wow. Đây ha. Thôi bây giờ chúng tớ nhổ neo thôi. Chứ câu nhiều quá cũng không có ai mang về nổi. Sắp đi. Gắn nước, gắn nước. Không cần nữa à? Bây giờ chúng ta đi về. Thôi mình đi đường này đi. Đã ướt quần. Đã đi trong rừng rậu. Ủa, nghe mấy con gì. Con bọ con liếc nhiều quá. Giờ đi lên rừng rú. Hồi nãy mấy cái ống xịt mũi mang lên rồi hả? Mấy cái hộp xịt mũi mang lên rồi hả? Hạn bớt nữa. Lên thưa quý vị. Đó, quay ngay nữa. Số cá. Bây giờ chúng tớ đi về đây, đủ sở hữu rồi. Mũi quá, ngoài này, trời ơi, mũi nó bay này. Mũi mới rồi này. Đó. Bây giờ đi về thôi. Sao? Một ngày câu cá thế nào? Thỏa mãn không? Thú vị. Thú vị hả? À. Sao? Còn ở bên dưới kia? Về nha quý vị ơi. Mày là thành công mỹ mãn. Mặc dù dầm mưa dãi nắng. Ui ôi, ruồi nó bu này quý vị ơi. Ruồi nó bay theo. Quý vị nên nhớ là đội nhà thua đội khách nhá. À, đội nhà bữa nay thua. Thua một con. Một con hay mấy con à? Con đấy. Chục con sao. Đội nhà có ba thôi. Thua. Mình nhường thôi chứ còn là nhà nhường thôi. Để mình đi câu là phải đi ngang qua chỗ này nha quý vị. Giờ về. Bên này người ta đang câu độc lắm. Mình chắc xem. Dưới này chỗ này cũng có cái chỗ xuống đi câu đó nhưng mà đông lắm. Mình qua bên chỗ bên kia câu. Rồi. Thằng Tiến về nhà.